Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến máu lửa trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất giống nhưng cũng rất khác, Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang cầm quyền ở Việt Nam. Đại hội 13 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa hề được luật hóa này sẽ xảy ra vào đầu năm 2021 tới. Có một đặc thù mà không một đại hội đảng nào trước đây có, đó là đốt lò. Nếu vào thời tiền Đại hội 12, những trận chiến quyền lực bề nổi và dưới gầm bàn, chủ yếu bằng thủ đoạn gửi thư tố cáo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đấu tố nhau trên mạng xã hội, nhưng đương sự cùng lắm cũng chỉ bị kỷ luật về mặt đảng và do đó mất quyền ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Giai đoạn nóng sốt 2 năm trước Đại hội 13 lại mở ra cơ hội tung tóe cho những ai muốn chơi nhau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đóng vai trò tiền xét các vụ việc vi phạm tư cách đảng viên, còn sau đó vụ tham nhũng hoặc cố ý làm trái của đảng viên đó được chuyển qua cơ quan an ninh điều tra hoặc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hai địa chỉ mà từ đó có thể khiến những ứng cử viên, ủy viên Trung ương hoặc Bộ Chính trị phải một đi không trở lại trong ngậm đắng nuốt cay. Trở lại với thời chân dung quyền lực, bắt đầu bàn nhân sự rồi phải hết sức cảnh giác phát biểu của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 3 năm 2019 xảy đến trong bối cảnh chính trường Việt Nam bất chợt sôi sục hẳn lên với sự khởi động của một cái gì đó giống như bầu không khí xung đột nóng rực trước Đại hội 12. Đó đây thấp thoáng hiện ra vài ba bài viết trên mạng xã hội nhằm đấu tố trong giới chóp bu cao cấp về tài sản, sân sau và thủ đoạn chơi nhau. Và cũng bắt đầu bắn thẳng vào những tên tuổi cụ thể của quan chức cấp cao. Đầu năm 2019, rõ ràng là các cơ quan đảng đang đẩy nhanh hơn tiến độ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 vào đầu năm 2021 tới đây. Năm 2019 là năm bản lề bàn nhân sự cấp tỉnh thành, còn đến năm 2020 này sẽ là năm quyết định vận mệnh nhân sự chủ chốt cấp Trung ương, trong đó có Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là tam trụ thay cho tứ trụ trước đây, vì hiện thời một mình Nguyễn Phú Trọng, một ghế, một đít ngồi hai ghế. Chẳng khác gì với thời tiền Đại hội 12, bắt đầu đánh nhỏ vào năm 2014 và đặc biệt là đánh nhau lớn trong nguyên năm 2015. Đơn thư tố cáo và bài viết đâm dao sau lưng đồng chí với các tác giả đặc danh 100%, và không rõ nguồn gốc đang chĩa búi rùi sâu nhất vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và thêm một số quan chức cao cấp khác. Tình hình trên khiến cho nhiều người buộc phải nhung nhớ chân dung quyền lực. Vào cuối năm 2014, lần đầu tiên trang chân dung quyền lực xuất hiện và tạo nên một cơn địa chấn trong chính trường và chính giới Việt Nam khi tấn công không thương tiếc với nhiều chi tiết liên quan đến tài sản, sân sau và thân nhân, chính trị nội bộ. Đối với một số ủy viên Bộ Chính trị khi đó, đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc, khỏi phải nói rằng hiệu ứng của trang mạng phe cánh chính trị này đã khiến nhiều chính khách co rúm và phải uống thuốc ngủ. Nhưng đến gần cuối năm 2015, khi sắp diễn ra Đại hội 12, chân dung quyền lực tự nhiên biến mất theo đúng cái cách mà nó đã thình lình xuất hiện. Có lẽ vào lúc đó, nhiệm vụ lịch sử của nó đã tạm hoàn thành. Còn giờ đây, cuộc chiến quyền lực đã bắt đầu manh nha và nếu không có gì thay đổi thì sự việc sẽ diễn ra theo đúng quy luật xung đột chính trị. Lại một cuộc chạy đua sống mái vào các chức danh chủ chốt trong Bộ Chính trị trong tam trụ, kể cả một cuộc vận động để điều chỉnh tam trụ thành tứ trụ như cũ. Sẽ ra sao nếu như ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ Tổng Bí thư? Từ khoảng cuối năm 2018, bắt đầu xuất hiện một thông tin ngoài lề đầy gợi cảm và biến động. Có một khả năng là Nguyễn Phú Trọng sẽ chuyển giao quyền lực Tổng Bí thư cho một người thân tín, chẳng hạn như Trần Quốc Vượng, mà chỉ ngồi ghế Chủ tịch nước. Và cùng với nhân sự cấp chiến lược Trần Quốc Vượng, còn một cái tên chiến lược khác cũng được nêu ra như một phương án thay thế vị trí thủ tướng hiện thời, Vương Đình Huệ. Theo dư luận, không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây xuất hiện những đồn đoán về Huệ sửa số liệu hay vụ Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh mà bị xem là một liên quan
đến phạm vi hoạt động của Phạm Minh Chính và ủy viên Bộ Chính trị khác. Trong khi đó, quan chức được xem là đàn em thân tín của Nguyễn Phúc là Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, và từng có thời được coi là bất khả xâm phạm, dù Bí thư Đà Nẵng khi đó là Nguyễn Xuân Anh phải rớt đài thảm thiết, cũng đang được đồn đoán là sẽ vào lò. Không loại trừ cái tên Nguyễn Phú Trọng nghỉ Tổng Bí thư chỉ là một thủ thuật chính trị theo kiểu giả chết bắt quạ và bắt chết những tay mơ non, chuyện kinh nghiệm nhưng ham hố ghế và háo đá. Nhưng vấn đề sức khỏe lại có vẻ là một thực tồn không tránh khỏi của ông Trọng. Từ năm 2018 đến nay, nhiều thông tin ngoài lề về việc sức khỏe của bác cả không được tốt lắm, lại thêm việc thân này ví sẽ làm đôi cho cả hai văn phòng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước kể từ tháng 9 năm 2018, mà sẽ khiến cho Nguyễn Phú Trọng có thể rơi vào tình trạng phân tâm trầm trọng, dẫn tới hội chứng mệt mỏi thần kinh và thể trọng. Trong bối cảnh đó, nếu đến một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định còn buộc phải tự nguyện nhường lại ghế Tổng Bí thư cho người khác, hai ứng cử viên hàng đầu đã hoặc được sắp sẵn hoặc cố ngồi lên vị trí sắp sẵn, đó là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hai tính cách khác nhau một trời một vực, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thậm chí còn được dân gian đặt cho biệt danh là Phúc Nổ, với đủ thứ giai thoại về đầu tàu kinh tế và tăng trưởng GDP tại các địa phương mà ở đó ông ta lộ rõ chiến dịch vận động để vị thế của mình được nâng lên một tầm cao mới. Còn với Trần Quốc Vượng lại chỉ nói quá ít so với Nguyễn Xuân Phúc, và trong khi Nguyễn Xuân Phúc được xem là một thế lực đang lên với mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì Trần Quốc Vượng lại nghèo và kín đáo hơn nhiều. Tuy không phải không có dư luận về sân sau của nhân vật này. Hoặc Vượng, một quan chức bên đảng không có nhiều điều kiện tiếp xúc và vận động với các tỉnh thành như Phúc, đã tìm ra một chiến thuật khôn ngoan ẩn mình trong im lặng. Chính thái độ được xem là khiêm tốn và không đam mê quyền lực ấy của Trần Quốc Vượng có thể đã chiếm được tình cảm của Nguyễn Phú Trọng để Vượng được chính thức ngồi vào ngôi thái tử. Khác với thời tiền Đại hội 12, giai đoạn toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 13, không những là cuộc chiến đánh vào cái sân sau của nhau mà tính xung đột của nó còn máu lửa hơn nhiều bởi yếu tố hình sự hóa của cuộc chiến này. Thể hiện bởi Bộ Công an ở các cấp trung ương và cơ quan công an ở một số địa phương then chốt, những nơi đậm đà yếu tố phe cánh chính trị, lò sẽ được đốt từ dưới lên và từ trên xuống cho đến đầu năm 2021. Thay vì tự kiểm, tự xử lý và loại bỏ cái gọi là quy hoạch nhân sự trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn xem quy hoạch nhân sự là then chốt đối với bộ máy lãnh đạo đảng ở tất cả các cấp trong nhiệm kỳ 13, 2021 đến 2025. Qua Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm Phó Ban Thường trực của Ban Tổ chức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa mới khẳng định với công chúng Đảng tiếp tục lựa chọn sắp đặt toàn bộ nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở tất cả các cấp. Ngay cả trong nội bộ Đảng, việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo tổ chức đảng ở tất cả các cấp cũng vẫn do giới lãnh đạo trong đảng sắp đặt, nên ông Bình thản nhiên nhấn mạnh, việc lựa chọn này phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự và các cơ quan nhà nước ở cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Nói cách khác, đối với nhân sự lãnh đạo trong nội bộ đảng, ngay cả đảng viên cũng chỉ là đối tượng được cử ra, gửi đến để góp mặt cho đông vui. Việc tổ chức đại hội đảng bộ ở tất cả các cấp nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 dự trù sẽ diễn ra vào đầu năm tới 2021 vẫn sẽ là những vở kịch diễn ra theo đúng kịch bản đã được soạn sẵn. Sau đại hội đảng 13, các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân, Quốc hội sẽ tổ chức cho toàn dân vào năm tới cũng theo kiểu y hệt như thế. Rồi, những cá nhân được quy hoạch làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội sẽ chọn ra các viên chức lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương, lãnh đạo Quốc hội, nhà nước và chính phủ theo đúng ý đảng. Giống như nhiều đồng chí đồng đảng khi đề cập đến quy hoạch nhân sự, ông Bình tiếp tục khẳng định những cá nhân mà đảng lựa chọn sắp đặt làm lãnh đạo các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh và có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Cần lưu ý, cách đây 5 năm, năm 2015, trước thềm Đại hội Đảng 12, 2016-2020, giới lãnh đạo Đảng từng khẳng định y hệt như thế. Tháng 5 năm 2015, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 phát hành một thông cáo về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Lúc ấy, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền độc đoán, trù dập người thẳng thắn, đấu tranh, phê bình, v.v. Để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng tiêu cực lớn ở địa phương và đơn vị, không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức đảng, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, bản thân, vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính cho cá nhân, có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Thực tế thì sao? Giữa tháng trước, Ban chỉ đạo Trung ương Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng loan báo, từ đầu nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng quản lý, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, 19 ủy viên hoặc cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang nhân dân. Cho đến giờ, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ xem việc kỷ luật ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên hoặc cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và những cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng quản lý là thành tích. Bao giờ Đảng mới thừa nhận chính quy hoạch nhân sự và độc diễn trong lựa chọn sắp đặt nhân sự đã tạo ra lạm quyền, tham nhũng từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài? Nếu không có quy hoạch nhân sự, làm gì có chuyện ông Đinh La Thăng, ông Hoàng Trung Hải trở thành ủy viên Bộ Chính trị dù từng phạm hàng loạt sai lầm nghiêm trọng? Không độc diễn trong lựa chọn sắp đặt nhân sự chắc chắn Đảng không phải làm điều chưa từng có trong một nhiệm kỳ kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng quản lý. Chẳng lẽ Đảng vô can khi lựa chọn sắp đặt những người như ông Thăng, ông Hải vào các vị trí nắm giữ vận mệnh dân tộc, điều hành quốc gia? Đảng tạo ra vô số quái vật hủy diệt nội lực quốc gia, nhấn xứ sở lún sâu vào thêm trong nghèo đói, nhấn đất nước Việt Nam vào trong nợ nần. Tại sao phải ghi công, hàm ơn, thậm chí phải tin yêu khi Đảng dọn dẹp một số quái vật? Trước thềm Đại hội Đảng 13, giống như các đồng chí đồng đảng, ông Bình tiếp tục lại luận điệu cách này 5 năm, kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp, nhưng cũng không để sót cán bộ có đức, có tài tham gia cấp ủy các cấp. Giống như các đồng chí đồng đảng của ông Bình đòi hỏi phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là việc chống phá từ trong nội bộ. Nếu Đảng cứ luẩn quẩn loanh quanh như thế cả trong nhận thức lẫn hành xử về công tác nhân sự, thì dựa vào đâu để tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng? Điểm nổi bật nhất của chính trị Việt Nam kể từ năm 2016 cho đến nay sẽ là chiến dịch chống tham nhũng gây nhiều tiếng vang cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt. Chiến dịch hiện đã bước sang năm thứ 5 nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chậm lại. Với việc ông Trọng tuyên bố vào ngày 15 tháng 1 vừa rồi rằng 10 đại án tham nhũng mới sẽ được đưa ra xét xử trong năm 2020 này. Tuy nhiên,
Một câu hỏi đặt ra nếu ông Trọng nghỉ hưu tại Đại hội Đảng 13 sắp tới, liệu chiến dịch có còn duy trì được động lực hiện nay hay không? Chiến dịch này đã tác động mạnh mẽ đến chính trường Việt Nam trong 4 năm qua. Theo thống kê chính thức, Ủy viên Bộ Chính trị và 21 cựu ủy viên hay ủy viên đương nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bị kỷ luật. Nhiều người trong số đó đã bị truy tố và phải nhận các mức án dài hạn, bao gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Quan trọng hơn, trong chiến dịch đã không có vùng cấm khi lần đầu tiên trong lịch sử Đảng đã mở rộng nỗ lực chống tham nhũng vào các lực lượng công an và quân đội, khiến 38 sĩ quan cao cấp, trong đó có 23 tướng bị kỷ luật hoặc bị truy tố trong 4 năm qua. Các lực lượng này trước đây thường nằm ngoài các nỗ lực chống tham nhũng do quyền lực lớn cũng như vai trò quan trọng của họ đối với an ninh của chế độ. Chiến dịch chưa từng có tiền lệ này đã giúp cải thiện niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế chính trị của ông Trọng. Khác với nhiệm kỳ trước khi thẩm quyền của ông bị cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thách thức, quyền lực và sự kiểm soát của ông Trọng đối với hệ thống chính trị đã được tăng cường kể từ năm 2016, cho phép ông tự mình định hình chương trình nghị sự của Đảng, bao gồm việc sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới. Nhiều đối thủ chính trị của ông đã trở thành nạn nhân của chiến dịch, bao gồm những tay chân thân tín cộng sự cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, một số chính trị gia trung thành và đáng tin cậy đã được ông đề bạt giữ các chức vị quan trọng nhằm giúp ông thực thi sứ mệnh của mình. Đáng chú ý nhất trong số đó có ông Trần Cẩm Tú, người được bổ nhiệm làm trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng vào tháng 5 năm 2018 và kể từ đó đã đóng vai trò là cánh tay phải đắc lực cho ông Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng cho đến nay. Tuy nhiên, mặc dù chiến dịch đã được công chúng hoan nghênh, nhưng tác động của nó đối với tình trạng tham nhũng nói chung ở Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng. Cho đến nay, chiến dịch chủ yếu nhắm vào tham nhũng cấp cao, trong khi tham nhũng ở các cấp thấp hơn của chính phủ hoặc tại các cơ quan nơi mà người dân và các doanh nghiệp phải tiếp xúc hàng ngày, chẳng hạn như cơ quan thuế và hải quan, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Ví dụ, theo một khảo sát của tổ chức hướng tới minh bạch, chỉ có 13% số người được khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh và 35% số người được khảo sát tại Hà Nội tin rằng tham nhũng đã giảm trong năm qua. Chiến dịch cũng đã khiến một bộ phận các quan chức ngại đưa ra các quyết định quan trọng hoặc các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì sợ hậu quả pháp lý. Điều này đã tác động tiêu cực đến một số ngành kinh tế, ví dụ như lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, các cuộc điều tra chống tham nhũng và sự e ngại của các quan chức đã làm chậm quá trình cấp phép cho các dự án bất động sản, dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung mới và khiến cho bất động sản tăng giá, đồng thời làm giảm nguồn thu từ đất của chính quyền. Trước tình trạng này, ông Trọng đã phải kêu gọi chấn chỉnh tư tưởng, làm cầm chừng phòng thủ trong một số bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Với Đại hội Đảng 13 đang cận kề, một câu hỏi đặt ra là liệu chiến dịch chống tham nhũng này sẽ được duy trì như thế nào sau khi thay đổi nhân sự cấp cao được tiến hành tại đại hội, do tuổi cao và sức khỏe yếu của ông Trọng có thể nghỉ hưu tại Đại hội Đảng sắp tới. Với mức độ kiểm soát hiện có đối với bộ máy Đảng, ông Trọng sẽ tự tay chọn người kế nhiệm. Ông sẽ tìm kiếm một nhân vật có thể phát huy được di sản của mình và tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Một sự nghiệp mà ông tin rằng rất quan trọng đối với sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, dường như đang là ứng viên số 1 của ông Trọng. Tuy nhiên, cho dù ai kế nhiệm ông Trọng cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng với cùng quy mô và cường độ như trong 4 năm qua. Thứ nhất, Tổng Bí thư mới sẽ không có được mức độ quyền lực và ảnh hưởng như ông Trọng hiện nay. Là một lãnh đạo mới, họ sẽ phải thiết lập thẩm quyền và xây dựng cơ sở quyền lực riêng cho mình, ít nhất là trong vài năm đầu tiên.
Điều này đôi khi có thể bao gồm cả những thỏa hiệp với các quan chức tham nhũng hoặc thậm chí là đấu đá nội bộ, khiến họ sao nhãng khỏi các nỗ lực chống tham nhũng. Thứ hai, vì hầu hết các vụ tham nhũng lớn đã bị truy tố trong 4 năm qua, số vụ án lớn còn lại giúp cho nhà lãnh đạo thể hiện chương trình nghị sự chống tham nhũng của mình sẽ bị hạn chế, trong khi phát hiện điều tra những vụ án mới sẽ cần phải có nhiều thời gian. Thứ ba, với việc chiến dịch chống tham nhũng làm chậm các hoạt động kinh tế trong một số lĩnh vực nhất định, ban lãnh đạo mới có thể thấy cần phải cân bằng giữa việc chống tham nhũng và duy trì sáng kiến và động lực của các quan chức trong việc thúc đẩy tăng cường kinh tế. Như vậy, dù cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn sẽ được duy trì bởi ban lãnh đạo mới sau Đại hội Đảng 13 năm 2021 tới đây, nhiều khả năng nó sẽ có quy mô và mức độ nhỏ hơn so với giai đoạn cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ giảm tầm quan trọng đối với bối cảnh kinh tế chính trị của Việt Nam. Đã đến lúc, ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cần chuyển trọng tâm của chiến dịch sang chống tham nhũng ở cấp thấp hơn thay vì chỉ tập trung vào các vụ đại án lớn, đồng thời cần phải có các thể chế chính trị và pháp lý để ngăn ngừa tham nhũng thay vì giải quyết hậu quả của nó. Điều này sẽ giúp cho cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên bền vững hơn, hiệu quả hơn, bớt phụ thuộc hơn vào một nhà lãnh đạo bất kỳ nào, tránh trường hợp đốt củi của phe người còn củi của phe ta thì để lại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.